Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, câu 31 đến câu 42. Vậy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói? Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Đức Giêsu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Quý vị và các bạn thân mến, sự thật là gì? Đó chính là lời mà Chúa Giêsu đã nói. Như đầu phúc âm Gioan: Từ nguyên thủy đã có lời, và lời là Thiên Chúa. Không hiểu được mặc khải của Kinh Thánh và không hiểu được thuật ngữ lời, rõ ràng những luật sĩ bối rối và không thể nắm bắt được lời phát xuất từ Chúa Giêsu. Lời mà Chúa Giêsu đã nói cũng chính là lời tạo dựng, là lời các tiên tri đã nói với dân xưa, cũng là lời mà họ gìn giữ trong Thánh Kinh và coi là lời Thiên Chúa do cha ông ghi chép lại. Và hôm nay, quan trọng hơn, lời sự thật đó hiện thân trong Đức Giêsu, con người đang hiện diện đây. Tự do là gì? Nô lệ là gì? Hai thuật ngữ mang ý nghĩa đối lập nhưng liên quan đến nhau. Người Do Thái cho rằng họ không làm nô lệ cho ai, nên không cần ai giải phóng, không cần tự do, vì họ đã tự do rồi. Họ là con cháu của Abraham, mà Abraham được Thiên Chúa tuyển chọn. Họ là dòng dõi được chọn lựa, và họ nghĩ mình thuộc về Thiên Chúa. Đó là đảm bảo chắc chắn họ không làm nô lệ cho ai. Không, với Chúa Giêsu, người có cái nhìn và suy nghĩ khác. Tự do của Chúa không có nghĩa là không làm nô lệ, cũng không bị cầm tù trong suy nghĩ của họ. Rằng họ thuộc về dân Thiên Chúa, chọn lựa ấy là một giao ước, nhưng lại không đảm bảo cho họ luôn là dân ưu tuyển. Cha ông họ đã nhiều lần phản bội, chính họ đã không tuân giữ lời của các tiên tri. Mà sự thật chính là lúc này và ở đây, họ không tin nhận lời là lời Thiên Chúa. Sự bất tuân và tội lỗi đã làm cho họ không nhận ra Chúa, hay làm cho họ nô lệ chính vào những suy nghĩ bị đóng khung cách mù tối trong cõi lòng của họ. Dừng lại đây để chúng ta suy niệm những lời Chúa Giêsu đã nói. Chúng ta có thực sự tự do không? Hay chúng ta giống như những người Do Thái? Chúng ta có tìm kiếm sự thật trong Thiên Chúa không? Hay chúng ta sở hữu sự thật của chúng ta
một sự thật được nắn đúc bởi duy ý chí của con người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin mở lòng trí cho chúng con tin. Tin vào Chúa là đấng cứu độ duy nhất của chúng con. Tin vào lời giáo huấn của Chúa trong Thánh Kinh và đem ra thực hành. Amen.